Ban thực hiện cưỡng chế huyện Cẩm Khê vừa tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với một hộ gia đình thuộc khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê. Hộ dân này có một thửa đất tổng diện tích trên 4.100 m², trong đó có 100 m² đất ở và trên 4.000 m² đất trồng cây lâu năm. Mặc dù nhiều lần cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, nhưng gia đình vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Cùng thời gian này, ban thực hiện cưỡng chế huyện Cẩm Khê cũng tiến hành bảo vệ thi công đối với một hộ gia đình cùng ở khu Văn Phú 1, thị trấn Cẩm Khê. Hộ gia đình này đã nhận đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo các quyết định phê duyệt và ký cam kết bàn giao mặt bằng xong trước ngày 17 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên đến nay, gia đình vẫn chưa tháo dỡ hết tài sản, vật kiến trúc, thu hoạch cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng như đã ký kết. Khu công nghiệp Cẩm Khê là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, với diện tích quy hoạch 450 ha. Đây cũng là một trong hai khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh, được đầu tư xây dựng nhằm giải quyết việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.